bạn thấy không, nhàn nhã như không, mốt mốt ra đấu đấy, có gì đâu, đơn giản thôi đấy. Đây nó căng chưa? Cái clip này mình giới thiệu cho bạn cái máy nồi tròn này, cái là hai thứ, cái là hai này. Cái clip sau mình sẽ dạy cho bắt trồng màu cái máy này. Nhìn rõ không? Căng luôn, xoắn rồi. Rất dễ thôi, rất dễ thôi.